chào các bạn, mình là anh Kai Gaming đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft siêu khó. Và mình đã dùng hơn 50 giờ để rút nước và thay đổi thủy cung thành địa ngục nha các bạn. Và trước khi bắt đầu video này, có hơn 80% các bạn chưa bấm nút đăng ký khi xem kênh của mình. Thì nếu như bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký và like video nha. Còn bây giờ thì let's go. Việc đầu tiên, mình sẽ xây dựng một vòng tròn ở trên mặt nước với diện tích là 101 x 101. Và có một cái điều đặc biệt á, là mình sẽ biến thủy cung từ cái số chẵn và trở thành số lẻ nha các bạn. Sau khi ốp xong, mình đã tiến hành ốp toàn bộ kính từ mặt nước xuống tới đáy biển. Vì ốp kính nhằm để ngăn nước cũng như để khi chúng ta ở bên trong nhìn ra sẽ đẹp mắt hơn. Vì dù sao, đây cũng là một công trình nằm thấp hơn so với mặt nước biển. A few moments later. Và cuối cùng thì mình cũng đã ốp xong. Việc tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải phân lô để dễ dàng hơn trong việc rút nước. Để dễ dàng hơn trong việc phân lô, mình có sử dụng một hệ thống đẩy cát cực kỳ cơ bản như là mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Nhưng để phân lô được toàn bộ thủy cung, mình đã phải dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để có thể đào cát cũng như là sử dụng cát để nấu kính và ốp xung quanh thủy cung. Và cứ thế, mình đã miệt mài, chăm chỉ, đặt bít tông, đặt cát liên tục trong khoảng thời gian khoảng tầm từ 5 tới 6 tiếng để có thể hoàn thiện phân lô cái vòng tròn bao quanh cái thủy cung này của mình. Và cái diện tích của vòng tròn này là khoảng tầm 101 x 101. Và cứ mỗi một góc tư thì mình sẽ có khoảng tầm 6 tới 7 lô. Thì như vậy là tổng cộng á, là cái vòng tròn này chúng ta sẽ có khoảng tầm 15 lô. Và kéo dài từ bên trái qua tới bên phải. Và chúng ta cũng sẽ cần phải có rất là nhiều những cái bọt biển để mình có thể hút được toàn bộ 15 cái lô này các bạn ơi. Đây, công việc ốp cát này nó chỉ mới là một phần nhỏ ở trong cái dự án mà chúng ta phải rút nước ra. Còn rất nhiều thứ chúng ta còn phải làm, cái công việc rút nước nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Cho nên là đây thì mới chỉ là những cái bước đầu tiên cơ bản thôi nha các bạn. Thì xem tới đây thì chắc là sẽ có những cái bạn sẽ hỏi là: anh ơi, tại sao anh không sử dụng hệ thống đá đỏ để rút nước mà anh lại ốp tay thủ công như thế này? Thì để mà các bạn có thể sử dụng được hệ thống đá đỏ thì đảm bảo là xung quanh các bạn nó phải phẳng và các bạn sẽ chỉ có thể hút được ở một đoạn nhất định thôi. Tại vì đây là hình tròn chứ không phải là hình vuông nha các bạn. Cho nên là để mà các bạn hút được cái hình tròn á, thì các bạn sẽ phải bỏ hết xung quanh. Tức là chúng ta chỉ lấy những cái góc vuông thôi. Tại vì cái máy của chúng ta nó đi theo cái hình vuông thôi các bạn. Và các bạn phải dọn sạch sẽ cơ. Còn ở đây á, là mình phải dọn xuống dưới thủy cung luôn. Cho nên là cái việc á, mà mình làm máy á, nó cũng sẽ rất là mất thời gian. Tại vì á, mình cũng chưa có đủ tài nguyên nữa. Tức là chưa có đủ đá đỏ, chưa có đủ slime, cũng như chưa có đủ cái mật ong. Cho nên là mình cũng đã chọn cách thủ công ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công việc rút nước. Và để rút nước nhanh thì các bạn nên kết hợp bọt biển cộng với lá cây. Vì các bạn có thể sử dụng cây cuốc để lấy hai cái món này cực kỳ nhanh luôn. Và cứ một bọt biển thì các bạn thêm 3 lá và cứ đặt lại như vậy. Đấy, cứ lần lượt như vậy là được. Để mà ổn áp nhất thì cái chiều cao của mỗi đường các bạn nên cách từ 2 cho tới 3 block là ok nha các bạn. Và các bạn lưu ý là đừng đặt linh tinh sang hai bên như mình ở trong clip nha. Tại vì ở trong clip á, là mình đang muốn test thử xem là cái cách đặt hai bên thì nó có nhanh hơn không, có tiết kiệm thời gian hơn không. Và kết quả là chúng ta mất gấp đôi thời gian so với cái việc là mình ốp những cái lá cây kết hợp với lại những cái bọt biển nha các bạn. Cho nên là nên làm cứ 3 lá hoặc là 2 lá là một bọt biển, sau đó là cách khoảng tầm 2 ô. Và ở đây thì mình cũng mất khá là nhiều thời gian để chúng ta có thể ốp được hết toàn bộ, rút hết toàn bộ nước ra ở mặt trên nha các bạn. Chưa tính là ở bên dưới nó có những cái hang động và những cái hồ nước rất là to bên dưới nữa. Thì cứ từ từ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cảm giác rút nước nha các bạn.
Tiếp tới, chúng ta sẽ cần phải dọn dẹp số lượng cát mà mình đã phân lô. Và việc dọn dẹp số lượng cát này cũng vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần có đuốc, phiến hoặc là tấm cảm biến và đặt block cuối cùng. Sau đó chúng ta đặt vào là cát nó sẽ tự động rớt và trở thành những cái khối ở trên mặt đất. Rất là dễ dàng và nhanh chóng, và mình cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Tầm hơn một tiếng là mình đã dọn dẹp xong toàn bộ cát mà chúng ta đã phân lô. Sau khi dọn dẹp xong phần cát bên ngoài, mình cũng đã dọn sạch những cái phần bít tông còn sót lại và đồng thời cũng tranh thủ rút toàn bộ nước ở bên trong thủy cung. Việc rút nước bên trong thủy cung cũng tương tự như bên ngoài, mình cũng phân lô để dễ dàng có thể rút hết toàn bộ số lượng nước ở trong thủy cung ra. Sau khi rút toàn bộ nước, cát xung quanh, việc tiếp theo là mình sẽ phải hạ sàn của thủy cung xuống tầng 21 và công việc dọn dẹp vô cùng vất vả. Ở bên dưới thủy cung là một hang động, nhưng có điều là toàn bộ bên dưới được lấp đầy bởi nước. Cho nên mình cũng đã phải phân lô và rút nước, mất rất là nhiều thời gian luôn. Và cách sàn của chúng ta hạ là đâu đó khoảng tầm từ sàn 40 mấy xuống sàn 21 nha các bạn. Tức là khoảng tầm 20 mấy lớp á. Cho nên là cái việc này nó cực kỳ là mất thời gian luôn. Các bạn có thể thấy là mình đang chia ra làm 4 các bạn ơi. Đấy, và ở đây thì mình đang gọi là Cbit Flash luôn. Đây, và tiếp tục là chúng ta sẽ phải phân lô nè. Đấy, ở bên dưới nó sẽ có những cái hang động như thế này. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải phân lô rút hết nước thì sau đó mới tiếp tục đào được. Và mình sẽ phải mất khoảng tầm đâu đó là 4 tới 6 tiếng để dọn dẹp hoàn toàn tất cả những cái block đá. Ở đây các bạn có thể thấy là khi mà mình đào ra, nếu như mà có hang á thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mà nếu như không có hang á là chúng ta sẽ rất là vất vả các bạn à. Đấy, cho nên là cái việc rút nước nó rất là có lợi trong cái lúc này nha. Đấy, lúc này là các bạn thấy không? Ở bên dưới nó có nhiều hang và chúng ta chỉ việc rút nước thôi, sau đó là lấy cái phần cát ra thôi, thì nó sẽ đỡ đào hơn rất là nhiều các bạn. Tại vì đào nó cũng mất thời gian lắm, tại vì mình cũng đang có hiệu ứng là đào nhanh 2 của cái đèn hiệu á, nhưng mà nó vẫn rất là lâu, chứ không phải là cứ có hiệu ứng đào nhanh 2 là đào nhanh đâu các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là mình đào được một nửa nè. Và tiếp theo là chúng ta lại tiếp tục thêm cái 3/4 còn lại bạn. Và bên dưới này thì cũng có khoảng tầm đâu đó hai cái hang siêu to khổng lồ. Đây, lúc này thì mình đó, các bạn có thể thấy không? Toàn bộ bên dưới đều là nước hết nha các bạn. Đó, không những là nước ở mặt trên và nước ở mặt dưới luôn. Và được lấp đầy luôn, tại vì đây là những cái hang mà nó nằm ở dưới biển các bạn à. Là ở những cái phiên bản mới sau này á, là toàn bộ những cái hang nằm ở dưới biển á, là đều phải là auto có nước nha các bạn. Cho nên là mình chọn nó cũng hơi sai một chút. Rồi, còn cái phần gốc cuối này á thì cực kỳ đơn giản. Tại vì gốc cuối này thì nó đã hết nước rồi các bạn. Đấy, mình cũng đã rút hết rồi, toàn bộ rồi. Cho nên là cái việc đào bới ở cái gốc cuối này cực kỳ nhàn luôn. Và cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ tiện lợi. Sau khi đào xuống tầng 21, mình có một dự định là sẽ làm một cái máy farm cá ở giữa thủy cung để cung cấp cho chúng ta số lượng tài nguyên mà tụi cá mang lại, đa phần là để chế tạo đèn hiệu. Nhưng vì diện tích nhỏ, kèm theo là ở phiên bản này có thêm tầng âm, nên số lượng quái vật ở trong máy farm bị giảm đáng kể, dẫn tới là không hiệu quả. Nhưng không sao các bạn à, vì chủ yếu á, mục đích của mình á, là để rút nước và trang trí lại thủy cung, chứ không phải là để xây máy farm. Cho nên là việc nó hoạt động kém á, thì nó cũng không sao cả, miễn là nó có hoạt động là được rồi nha. Và lúc này thì mình cũng xây dựng cái máy nó cũng tương đối nhỏ thôi, chứ không phải là to lắm. Và nếu như muốn nó hoạt động ok hơn thì chúng ta có thể sử dụng thiết kế khác cũng được nha các bạn. Thiết kế này thì chỉ là để kiểu kiếm thêm một tí thôi, chứ cũng không cần phải quá là nhiều đâu. Tiếp đến là mình sẽ dọn phần đá ở bên dưới thủy cung, có diện tích là 58x58. Và để chuẩn bị cho việc biến toàn bộ khoảng trống ở bên dưới trở thành địa ngục nha các bạn, là chúng ta sẽ cần phải dọn dẹp hết toàn bộ những cái block ở bên dưới, sau đó là mình sẽ xây dựng lại nha các bạn. Và biến cái thủy cung này trở thành địa ngục. Và trở thành địa ngục như thế nào thì đợi tí mình dọn dẹp xong và chúng ta sẽ triển khai cái ý tưởng nha. Và để thay đổi thủy cung từ số chẵn sang số lẻ thì chắc chắn là mình sẽ phải đập bỏ hết toàn bộ để xây dựng lại. Nhưng mình vẫn sẽ giữ lại 99,69% cái thiết kế gốc của Mojang. Và mình chỉ biến đổi cái block của thủy cung trở thành block của địa ngục thôi các bạn à.
chứ không có thay đổi nhiều về thiết kế. Tại vì mục đích của mình á, là chỉ muốn biến nó thành địa ngục chứ chưa muốn nâng cấp nha. Nếu như trong tương lai có thể là các bạn ủng hộ cho cái series hardcore này thì mình sẽ lựa chọn một cái địa điểm nào đó, chúng ta sẽ nâng cấp thử coi cái thủy cung trở thành một cái thứ nào đó khác hơn, mới mẻ hơn, độc đáo hơn nha. Mình lựa chọn màu của đá đen để làm tông chủ đạo cho thủy cung của chúng ta, vì nó có thể chế tạo thành nhiều loại khối như là đánh bóng, hoa văn, nên việc dùng đá đen để xây dựng lại thủy cung phiên bản địa ngục là vô cùng hợp lý. Và lúc này thì mình cũng có sáng tạo một tí về cái phần chân của thủy cung, và nói chung là cũng tạm ổn. Và mình kết hợp thêm với lại magma block và những cái khối bazan đánh bóng, thì lúc này thì nó nhìn nó cũng trông là cũng ra cái gì rồi đó. Đấy, các bạn có thể thấy là những cái chân trụ này thì mình sẽ chỉ cần làm một chân thôi, và sau đó là mình sẽ nhân bản nó ra, tức là toàn bộ những cái chân này nó sẽ đều giống nhau. Đấy, tại vì á mình nghĩ á là cái phần chân này thì nó lên khác biệt một chút, tại vì nếu như chỉ có xây lên 9x9 thì nó sẽ khá là đơn điệu, cho nên là mình đã biến tấu một chút. Còn cái phần ở bên trên thủy cung á là mình sẽ giữ lại khoảng tầm 99.69%. Đấy, các bạn có thể thấy thì lúc này á là mình đang sử dụng đá đen nè, gần như là toàn bộ là đá đen các bạn ơi. Thì có một khối đánh bóng và có những cái khối hoa văn thôi, hoa văn của mấy con heo đó, cái mặt của mấy con heo đó. Và lúc này xây hơi sai nè đó. Và đã là thủy cung mà phiên bản địa ngục á các bạn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng là lửa xanh rồi các bạn ơi, không thể nào mà không sử dụng lửa xanh được. Đấy, nhưng mà tạm thời thì mình đang xây dựng lại cho nó gần như là giống 99-69%. Đấy, kéo hết. Đấy, và chắc chắn là phải là số lẻ nha các bạn, tại vì đã nói là xây dựng mà. Đấy, lửa xanh nè, lúc này thì mình thấy lửa xanh, nhưng mà lửa xanh nó hơi bình thường, cho nên là mình đã biến tấu thêm những cái cây đèn xung quanh nè. Đấy, nhìn cho nó khác lạ các bạn. Đó, ở giữa thì để lửa xanh là ok rồi. Và đây cây đèn. Đấy, bên này thì cũng tương tự đối xứng ở bên kia. Đấy các bạn, lúc này các bạn nhìn thấy là bắt đầu là nó cũng thành hình rồi đó các bạn. Nhìn thì nó cũng bắt đầu giống địa ngục rồi đó. Và ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái cầu thang đi lên nha. Và hai bên thì có thêm một cái chân trụ nữa. Về mặt ý tưởng thì mình sẽ xây dựng bên dưới thủy cung là toàn bộ những cái biome ở dưới địa ngục, như là rừng gỗ đỏ, gỗ xanh, vùng đất linh hồn hay là vùng bazan. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có một con sông lava chảy ở giữa cái thủy cung các bạn à. Nhưng mà nếu mà dùng lava á, mà để chúng ta đổ hết toàn bộ á, thì nó sẽ rất là mất thời gian. Tại vì nếu như các bạn đổ mà lava mà không thành cái lava vĩnh cửu á các bạn, thì nó sẽ bị loang lổ và mình không thích cái điều đó tí nào. Cho nên á là mình đã nảy ra một cái ý định á là mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng sương mù để chúng ta tạo thành một cái con sông lava nhân tạo các bạn à. Và cái hiệu ứng sương mù này á thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì á chúng ta sẽ cần phải sử dụng đuốc hoặc là đèn, và sử dụng thêm là thảm nè, kết hợp thêm với lại kính, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái hiệu ứng sương mờ. Và lúc này á là mình đang làm giả một con sông lava bằng thảm nè, bằng đuốc nè. Các bạn có thể thay đuốc thành bằng đèn nha. Và chúng ta sẽ ốp như thế này đó, ở một lớp là đuốc hoặc đèn và một lớp là thảm, sau đó cách một lớp sẽ là kính. Đấy, ở đây thì mình sẽ kết hợp kính đỏ và kể kính cam nữa nha các bạn, để cho nó tạo ra cái hiệu ứng đỏ đỏ cam cam cho nó thật là giống lava ha. Sau khi đã định hình và hoàn thiện con sông lava ở giữa, mình bắt đầu xây dựng những biome bên dưới địa ngục. Việc xây dựng cũng không mấy khó khăn, vì biome bên dưới địa ngục cũng tương đối là đơn giản. Và mình bắt đầu từ những cái biome bình thường, sau đó là biome rừng xanh. Biome rừng xanh thì mình sẽ cho nó là xen kẽ kết hợp giữa những cái biome cát linh hồn nè, và thêm nữa biome thường, và sau đó sẽ là tới biome gỗ đỏ. Đấy, cứ xen kẽ như vậy, và chúng ta sẽ lắp hết toàn bộ cái phần bên dưới. Thì tới lúc này các bạn có thể thấy á là mình đào xuống O21 nhưng mà mình không sử dụng nhiều. Đó là lý do tại vì á mình muốn á là cái hiệu ứng lava nó nhìn nó mờ nhất có thể nha các bạn. Cho nên á là khi mà mình khoảng cách từ cái chân của cái thủy cung đến với con sông lava á
là cái sàn bên dưới đó lúc đầu là mình tính là 10 ô các bạn à, 10 ế tính là 15 ô, thì 15 ô không thể nào mà nó đủ để chúng ta có thể làm cho cái con sông nó mờ được, cho nên bắt buộc là mình phải làm cỡ đâu đó là 10 sàn là khoảng tầm 20 ô, cho nên là cái con sông lava chúng ta nó đã nằm ngang với lại cái phần chân của thủy cung rồi, cho nên là mình buộc là phải nâng hết toàn bộ những cái biome xung quanh cái thủy cung chúng ta ngang sàn, cho nên là ở bên dưới là mình đa phần là mình cũng không sử dụng. Đấy, đó là lý do tại sao mà mình đào khá là nhiều, mất khá là nhiều thời gian mà mình không sử dụng bên dưới, dành cho bạn nào thắc mắc ha. Và lúc này thì mình cũng vẫn đang tiếp tục trang trí thôi, và nó cũng hơi chóng nhẹ. Đó, cái này là vẫn khoảng tầm 80-85% thôi nha các bạn. Sau đó là mình sẽ còn phải ốp xung quanh lại, trang trí xung quanh lại cho nó thật là đẹp mắt nha. Không thể nào mà để những cái block đá đụng đồ nhìn như thế này thì còn gì là địa ngục nữa các bạn. Sau khi đã phủ toàn bộ biome thì mình cũng cảm thấy còn hơi trống một tí, nên mình quyết định là xây thêm một cái đoạn đặc sản của địa ngục, đó chính là tòa thành địa ngục nha, để tạo cho cái điểm nhấn cho cái biome ở bên dưới của chúng ta. Ngoài ra thì mình cũng sẽ up toàn bộ cái số lượng bức tường xung quanh của chúng ta là đen full hết luôn nha các bạn. Tại vì nếu như mà mình để đất đá thì nó sẽ không giống địa ngục các bạn à. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ up full đen hết toàn bộ bức tường xung quanh. Như vậy thì nó sẽ giống địa ngục hơn. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có tỉ mỉ trang trí ở những cái vị trí khác nữa. Chính là mình sẽ đổ lava ở những cái biome, tức là đổ những cái lỗ hoặc là những cái hồ lava xung quanh, để đảm bảo là nó giống địa ngục nhất có thể nha các bạn. Như vậy là những công đoạn cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta đã sắp hoàn thiện thủy cung phiên bản địa ngục ở trong Minecraft thế giới sinh tồn siêu khó. Thì nếu như mà bạn nào muốn xem mình livestream trực tiếp cái series này thì các bạn có thể đón xem hàng ngày vào lúc 8 giờ tối ở trên fanpage MK Gaming Việt Nam nha. Thì lúc này mình đang đào ra nè, và mình sẽ ốp toàn bộ cái số lượng bê tông đen vào. Sau đó là mình sẽ đổ nước để cho nó trở thành bê tông cứng nha các bạn. Đấy, tại vì ở đây là nó cũng chỉ có một vài chỗ có lava thôi, cho nên là chúng ta cũng không có phải lo lắng quá là nhiều cái việc mà nước nó chảy xuống và nó sẽ làm cho cái lava chúng ta biến thành obsidian. Đấy, cũng có vài chỗ có obsidian, nhưng mà mình nghĩ là obsidian nó cũng sẽ là một vài cái điểm nhấn để trang trí ở trong cái địa ngục này, địa ngục phiên bản pha kè các bạn. Đấy, thì các bạn đánh giá như thế nào về cái dự án mà biến thủy cung trở thành địa ngục như thế này? Đấy, lúc này thì mình không có đi theo vòng tròn nữa, mà đi theo vòng tròn các bạn sẽ khá là chóng mặt, cho nên là mình đã lên cao để các bạn nhìn thấy. Đấy, và chỗ này thì đổ thêm lava vào cho nó giống cái biome Bazan ha.